Kính chào các bậc phụ huynh. Cô chào tất cả các em học sinh lớp 2 đang học trên truyền hình. Cô tên là Trương Thị Tường Vi, giáo viên trường tiểu học Quang Trung, thành phố Huế. Hôm nay, cô và các em lại đồng hành với nhau trong tiết học tiếng Việt của bộ sách Cảm Diêu. Để học tốt tiết học này thì ngoài sách giáo khoa tiếng Việt ra, các em hãy chuẩn bị thêm vở luyện viết và bảng con nhé. Nếu chưa kịp chuẩn bị thì các em hãy nhắn tay lấy đi nào. Ngày hôm qua chúng ta đã học bài đặc gì nào? À, ngày hôm qua thì chúng ta đã học bài thơ Tiếng Võng Kêu của tác giả Trần Đăng Khoa. Vậy các em có nhớ bài thơ thể hiện điều gì không? Bài thơ Tiếng Võng Kêu của tác giả Trần Đăng Khoa thể hiện tình cảm triều mến, đâm ấm của anh khi ru em ngủ. Bây giờ các em hãy cùng cô rèn kỹ năng nghe viết, tức là việc chính tả Hai cổ thơ ba bốn của bài thơ Tiếng vọng kêu nhé Cô mời các em nhìn vào sách Đọc thật to hai cổ thơ ba bốn Hoặc có thể nhìn lên màn hình Tiếng vọng kêu Trong giấc mơ em Có gặp con cò lặn lồi bờ sông Có gặp cánh bướm Mân mông, mân mông Em ơi cứ ngủ Tay anh đưa đều ba gian nhà nhỏ đầy tiếng võng kêu kéo ca kéo kẹt kéo ca kéo kẹt kéo ca kéo kẹt trần đăng khoa bây giờ các em hãy đọc thầm lại khổ thơ ba bốn một lần nữa và cho cô biết khổ thơ ba bốn nói lên điều gì nào à Khổ thơ ba bốn nói lên tình cảm yêu thương của người anh khi đưa vọng ru em ngủ. Rằng em hãy cứ ngủ ngon đi vì có tay anh đưa vọng để ru em ngủ đây rồi. Và để việc tốt hai khổ thơ ba bốn của bài tiếng vọng kêu thì các em hãy lấy bạn con để cùng cô luyện một số từ mà các em dễ mắc lỗi nhé. Từ thứ nhất đó là từ làm lội. Các em lưu ý, chữ lằng chúng ta sẽ việc hoa vì đây là chữ đứng đầu câu và trong tiếng lành có chữ âm cuối n các em viết vào bảng con của mình nào từ thứ hai các em cần luyện đó là từ mân mông trong tiếng mân có chữ vân ân và đây là chữ đứng đầu câu nên các em cũng việc hóa nhé Từ tiếp theo đó là từ đều. Các em cần phân biệt trong tiếng đều có chữ vân yêu. Đừng nhầm lẫn với vân yêu nhé. Tiếng gian có âm đầu di và âm cuối n Các em viết vào bạn con đi nào. Tiếng kêu có chữ đầu là chữ ca và vần eo. tiếp theo là từ kéo ca chữ đứng đầu câu nên các em cần viết bằng chữ hoa và dấu ngã một từ nữa đó là từ kéo kẹt đứng trước âm e thì chúng ta phải ghi bằng con chữ ca các em lưu ý nhé bây giờ cô mời các em đọc lại các tiếng từ mà chúng ta vừa luyện nào lằn lội mân mông đều gian, kêu kẹo cà kẹo kẹt vừa rồi thì các em đã luyện các từ mà các em có thể mắc lỗi khi viết bài bây giờ các em hãy quan sát lại hai cụ thơ ba bốn và trả lời cho cô một số câu hỏi nào tên bài chúng ta sẽ viết ở vị trí nào à Tên của bài thì các em lưu ý chúng ta sẽ viết vào giữa trang vở và ở đây chúng ta sẽ lùi vào khoảng 3 ô. Đây thì các chữ đầu câu chúng ta sẽ viết như thế nào? À, các chữ đầu câu, các chữ đầu dòng chúng ta cần phải viết hoa. Và giữa hai khổ thơ thì chúng ta cần làm gì? À, các em lưu ý, giữa hai khổ thơ được ngắn cắt nhau bởi một dòng trống, cho nên khi viết thì chúng ta cũng cần phải cắt một dòng. Cần lưu ý gì khi viết hai dòng thơ cuối nào? Đây là hai dòng thơ cuối. Các em thấy được người ta à, viết, người ta trình bày lùi vào so với các dòng thơ trên này, đúng không nào? Thế bây giờ ở đây, ngay dưới từ kẹo kẹt của câu trên thì bắt đầu viết câu kẹo cà kẹo kẹt và ngay giữa chữ kẹo kẹt của câu vừa viết thì chúng ta cũng viết chữ kẹo k Và nối tiếp xuống dưới nữa chúng ta viết kẹo kẹt có dấu ba chấm. Được chưa nào? Đây là một bài viết hoàn chỉnh. Các em nhớ là chúng ta sẽ lùi vào hai ô kể từ lê đỏ và những dòng mà cô vừa lưu ý thì các em chú ý để viết cho đúng nhé. Đó là với những bạn không dùng vợ luyện viết còn những bàn mà có sử dụng vợ luyện viết thì dễ hơn cho các em rất nhiều vì người ta đã đặt sẵn những dấu chấm đánh dấu cho các em chỗ bắt đầu viết rồi. Các em cần nặng nọt việc đúng, việc đẹp trong vợ của mình nhé. Kính nhờ quý bậc phụ huynh sau tiết học này đọc lại bài cho các em viết để rèn thêm kỹ năng việc chính tả cho các em. Cảm ơn quý phụ huynh. Và các em cần lưu ý khi ngồi viết thì chúng ta phải ngồi với tư thế như thế nào nào. Nhắc lại với cô, lưng như thế nào? à, lưng thẳng, đầu hơi cúi và mắt cách vợ khoảng 25 đến 30 cm. Một tay các em cầm viết, một tay giữ trang vợ và nặng nọt việc thật đẹp, thật sạch nhé. Còn bây giờ các em hãy lấy vợ luyện viết và cùng cố làm bài tập nào. Cô mời các em đọc bài tập số 2. 2. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống. A. À, chữ Sơ hay sơ. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ xem chúng ta sẽ điền sờ hay sờ vào các ô trống này nào. Để điền được sờ hay sờ thì chúng ta cần phải hiểu nghĩa của các từ này trong câu. Bây giờ cùng cố đọc lên bài thơ nhé. Đám mây ô trống trắng như bông, ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào. Nghe con cá đợp ngôi ô trống, giật mình mây thức bay vào rừng ô trống. Nguyện 3 Câu thứ nhất, đám mây Nếu bây giờ cô điền vào đây chữ sơ Thì cô sẽ có từ là sộp trắng Còn nếu cô điền vào đây chữ sơ Thì cô sẽ có từ là sộp trắng Đây là hình ảnh một đám mây sộp trắng Và để biểu thị màu trắng sộp của một đám mây Thì người ta thường sử dụng từ sộp trắng Và sộp trắng này không có nghĩa Không có trong từ điển tiếng Việt như vậy các em biết là chúng ta cần điền chữ gì vào đây chứ nào? À, chúng ta điền chữ sờ. Ở ô trọng thứ hai, nghe con cá đớp ngôi ô trọng. Nếu cô điền vào đây chữ sờ thì cô sẽ có ngôi sao. Còn điền sờ thì cô có ngôi sao. Từ ngôi sao hay là ngôi sao là từ chỉ cho hình ảnh này nào? À, đó là từ ngôi sao. Và ngôi sao này cũng không có nghĩa Chúng ta sẽ điền vào đây chữ sờ. Giật mình mấy thức bay vào rừng xa Xa gần thì chắc chắn chúng ta phải điền là chữ S Và đây là một bài thơ đảm mấy ngủ quên rất là dễ thương của tác giả Nguyễn Bao Các em hãy học thuộc nhé B. Điền vần ấp hay vần ất vào ô trống Đổ bàn quả gì to ô trống quả ô trống hay quả thanh tra không đó chính là quả ô trống dành cho ô trống cả chúng ta theo đình hại Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ xem chúng ta sẽ điên ấc hay ất vào những ô trống này nào ở từ thứ nhất nếu có điên ất thì có cỏ tiếng nhất nếu cô điên ất thì có cỏ tiếng nhất thì các em nhớ thứ nhất hay là nhất nhì thì thường thường chúng ta sẽ dùng là từ nhất còn nhất này có nghĩa là nhất bổng lên như vậy trong chỗ này chúng ta sẽ điên vấn ất từ thứ hai quả gấc hay là quả gấc đây là hình ảnh một quả gấc quả gấc là một loài quả rất tốt cho sức khỏe vì nó có rất là nhiều vitamin a người ta thường dùng để nấu xôi này hoặc là dùng để làm dầu gấc và từ nào là từ chỉ hình ảnh quả gất này các em? Chắc chắn là từ quả gất. Còn từ quả gất này là một từ không có nghĩa, không có trong từ điển tiếng Việt. Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền vần ất. Tiếp theo, không, đó chính là quả đất. Chắc chắn quả đất là phải điền vào đấy vấn ất. Vì không có tiếng đất mà vẫn ất. Tiếp tục, dành cho cả chúng ta các em lưu ý tất cả hay là tất tần tật thì chúng ta đều phải điền bằng vấn ất cô mời các em đọc lại toàn bài thơ hoàn chỉnh nào Đổ bàn quả gì to nhất quả gắt hay quả thánh tra không đó chính là quả đất dành cho tất cả chúng ta theo đình hải à các em à quả đất là một hành tinh trong hề mặt trời nơi chữa sự sống của con người và đây là một câu hỏi mà các em có thể dùng để đổ mọi người đấy các em có thể đổ đổ bằng quả gì to nhất để xem bạn bè hay người thân của các em có trả lời được đáp án là quả đất không nhé hãy cùng cô qua bài tập tiếp theo 3. chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống a chữ sờ hay sờ b vần ốc hay ất trước khi làm bài tập này Hãy cùng cô đi du lịch cùng với mèo máy Doraemon nhé! Điều kiện để tham gia um, chuyến du lịch cũng rất là đơn giản Các em chỉ cần trả lời được đúng câu hỏi thì cánh cửa thần kỳ của Doraemon sẽ mở ra và đưa chúng ta đến địa danh mà Doraemon đã dẫn mình đến nhé! Sẵn sàng chưa nào? Cùng cố vào câu thứ nhất! Từ nào sau đây việc đúng chính tả? A. Cứ sự B. Cứ sự Các em chọn từ nào? À, cứ sự là hành vi ứng xử dựa mọi người với nhau và các em nhớ từ cứ sự sẽ có tiếng sự bắt đầu bằng chữ sơ còn cứ sự này từ này là từ không có nghĩa và không có trong từ điển tiếng Việt như vậy cánh cửa thần kỳ đã mở ra ở từ cứ sự hãy xem Doraemon đưa chúng ta đi đâu nào <laughs> các em có nhìn ra được à, những hình ảnh này à, vẽ cảnh gì không à đây là hình ảnh cầu trường tiền một cảnh đẹp rất nổi tiếng của huế à, cầu trường tiền cùng với dòng sông hương thơ mộng đã đi vào rất nhiều thơ ca và nhà cò. Cùng cố qua câu hỏi tiếp theo từ nào sau đây việc đúng chính tả a sử dụng b sử dụng các em à, sử dụng có nghĩa là dùng thì từ việc đúng chính tả phải là từ sử dụng và từ sử dụng này là một từ không có nghĩa không tồn tại trong từ điển tiếng việt các em lưu ý nhé doraemon là dẫn chúng ta đi tiếp rồi các em có nhận ra đây là cạnh gì không à đây là chùa thiên mù ở huế chùa thiên mù là một ngôi chùa một di tích lịch sử gắn liền với rất nhiều truyền thuyết nếu các em thấy thích địa danh này thì hãy đến tham quan và tìm hiểu thêm nhé từ nào việc đúng chính tả? Nước sôi hay nước sôi? À, nước sôi là nước được đun sôi nhờ nhiệt và từ việc đúng chính tả chính là từ nước sôi. Từ nước sôi này là từ không có nghĩa các em nhé. Hãy xem Doraemon đưa chúng ta đi đâu nào. Đây là hình ảnh nhà thờ dòng chúa cứu thế được chụp trong đêm Giáng sinh. Những ánh đèn lung linh nhiều sắc màu khiến cho cảnh vật ở đây thật đẹp đúng không các em? Và các em có thể đến tham quan nhà thơ dòng chùa cửu thế ở đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Từ sôi nếp hay sôi nếp việc đúng chính tả? À, sôi nếp là một món ăn được nấu từ nếp và từ việc đúng chính tả. Chính là từ sôi nếp. Từ này là từ không có nghĩa. Hãy xem Doraemon đưa chúng ta đi đâu nào Cung An Đình nằm bên bờ sông An Cừu, thành phố Huế. Đây là một di tích lịch sử qua những hình ảnh các em vừa xem, các em thấy cung an đình có đẹp không nào? À, nếu có cơ hội, hãy đến đây tham quan lại các em nhé. Từ nào việc đúng chính tả? Giấc mơ hay giấc mơ? Giấc mơ là những trải nghiệm, những ảo tưởng của trí nào chúng ta trong lúc chúng ta ngủ. Và từ việc đúng chính tả đó chính là từ giấc mơ. Còn từ giấc mơ này cũng là một từ không có nghĩa. Doraemon đã đưa chúng ta đi trải nghiệm các món ăn đặc sản của Huế, có bánh bèo nầm lọc, có nem lùi, có cơm hến và có cả món bánh xèo, một đặc sản rất là nổi tiếng ở vùng đầm phá Tam Giang. Đã gọi là đặc sản có nghĩa là rất là ngon. Nếu các em chưa được ăn thử thì hãy đến nếm để biết vị của Huế các em nhé. Từ thật tha hay là thật tha việc đúng chính tả nào? À, thật thà là một từ chỉ tính người, ngay thật, không giả dối, không gian dối. Và từ việc đúng chính tả đó là từ thật thà, có tiếng thật chữa vân ấp. Doraemon sẽ đưa chúng ta đi đâu đấy? À, Doraemon đã đưa chúng ta đến với Hoàng Cung Huế. Đây là nơi mà triều đại nhà Nguyễn đã đóng đô suốt 143 năm và hiện nay thì à, hoàng cung huế là một trong những di sản nằm trong quần thể di tích cổ đô huế đã được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới nếu được thì các em hãy vào đây để tìm hiểu thêm các em nhé Rất là đẹp đúng không nào? Chúng ta vào câu tiếp theo từ đấu vật hay là đấu vật việc đúng chính tả? À, các em nhớ, không có từ đấu vật trong từ điển tiếng Việt. Đấu vật là một môn thể thao tác diễn giữa hai người và ai có thể kéo, đè ngửa được đối phương ngã xuống thì đó trở thành người chiến thắng. Và các em có biết ở Huế thường tổ chức hội vật ở đâu không? À, cứ đến ngày mùng 10 Tết âm lịch tại Lan Sinh thường tổ chức hội vật và thu hút rất là nhiều người đến xem, gọi là hồi vật lang sinh. Nếu các em thích món này thì hãy đứa nói bố mẹ đưa các em đến xem vào ngày mùng 10 Tết âm lịch nhé. Từ nhấp bổng hay là nhất bổng việc đúng chính tả nào? À ở bài tập trước cô có nói, nhấp bổng có nghĩa là nâng lên một cách dễ dàng và từ việc đúng là từ nhấp bổng, tiếng nhấp có chữ vân ấp còn tiếng nhất có chứa vân ất này là thứ nhất, nhất nhì đứng nhất cả em nhé. À, Doraemon đã đưa chúng ta đến với câu ngõi thăm toàn Huế. Đây là một trong những di tích kiến trúc cổ chứa đựng vẻ đẹp xưa cũ và cây cầu này có giá trị về nghệ thuật rất độc đáo ở Việt Nam hiện nay. Các em có biết là Doraemon vừa đưa chúng ta đến những địa danh ở tỉnh nào không? À, những nơi mà Doraemon vừa đưa chúng ta đến thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Các em hãy học tập thật tốt để khi nào có điều kiện thì bố mẹ sẽ đưa các em đến những nơi đây để các em có thể tham quan và tìm hiểu nhé. Còn bây giờ hãy tạm biệt Doraemon để cùng cô trở lại bài học nào. Cô mời các em mở vở luyện viết trang 41 và hoàn thành bài tập số 3 vào vở nào. Cô nghĩ là qua chuyện du lịch cùng với chú mèo mảnh Doraemon vừa nãy thì các em có thể hoàn thành bài tập này một cách rất là dễ dàng đúng không nào? Hãy cùng cố đọc các từ hoàn thiện nhé. A. À, cứ xử, sử sử dụng nước sôi sôi nếp B. Giấc mơ thật tha đậu vật và nhấc bổng. Các em cần lưu ý chúng ta phải phạt âm thật đúng thì chúng ta mới có thể viết đúng và khi dùng từ thì các em nhớ là hãy hiểu thật rõ nghĩa của từ để chúng ta sử dụng tư cho phù hợp các em nhé vừa rồi thì cô và các em vừa đi qua hoạt động nghe viết khổ thơ ba bốn bài tiếng võng kêu và làm một số bài tập bây giờ hãy cùng cô qua hoạt động tập viết chữ hoa ô ơ cô mời các em quan sát chữ hoa ô và chữ hoa ơ. Cho cô biết xem chữ hoa ô, chữ hoa ơ giống với chữ hoa nào mà các em đã được học nào? À, chữ hoa ô và chữ hoa ơ giống với chữ hoa o mà các em đã được học ở tuần trước, đúng không nào? Vậy, bây giờ các em hãy quan sát lại và cho cô biết chữ hoa ô, chữ hoa ơ khác chữ hoa o ở điểm nào? À, ở chữ hoa ô thì có thêm dấu mũ Còn chữ hoa ơ thì có thêm một nét móc giống như dấu hỏi Bây giờ hãy cùng cô đi vào khám phá các chữ hoa nhé Các em hãy tiếp tục quan sát chữ hoa ô, ơ Và chọn ý đúng nhất theo câu hỏi dưới đây nào Chữ hoa ô, ơ cỡ vừa cao mấy ô lý à, Các em lưu ý, tất cả các chữ hoa cỡ vừa, ngoài trừ chữ hoa g, chữ hoa y dài đều có đô cao 5 moly, hãy cung cố kiểm chứng nhé. 1 2 3 4 5, 5 ly đúng chưa nào? Rồi. Bây giờ hãy tiếp tục quan sát và cho cô biết chữ hoa o, ờ được việc bởi mấy nét nào? chữ hoa ô ơ có cấu tạo giống như chữ hoa o cho nên nó cũng sẽ được viết bởi một nét cong kín phần cuối nét lường vào trong bùng như chữ hoa o đối với chữ hoa ô sẽ có thêm một dấu mũ ngay trên đỉnh chữ o và đối với chữ hoa ơ sẽ có thêm một nét mắt nhỏ giống như dấu hỏi phía bên phải của chữ hoa ơ được chứ nào Bây giờ hãy cùng cô quan sát cách viết chữ hoa ô cỡ vừa. Chữ hoa ô cỡ vừa gồm một nét cong kín. Phần cuối nét lường vào phía trong bùng giống như chữ hoa o và có thêm một nét mũ gồm một nét đi lên ra nổi liền với một nét đi xuống ngay trên đỉnh của chữ hoa o. Các em hãy viết chữ hoa ô cỡ vừa vào bảng con của các em đi nào. Tiếp tục cùng cố quan sát cách viết chữ hoa ơ cỡ vừa. Cách viết chữ hoa ơ cỡ vừa thì tương tự như cách viết chữ hoa o, đó là chúng ta cũng sẽ viết một nét cong kín phần gùi nét lường vào phía trong bụng và thêm một nét móc giống như dấu hỏi và các em nhớ nét móc này chúng ta không viết quá to, không được cao hơn đường kẻ sáu và không được à. vượt qua đường kẻ dọc số 4 này. Bây giờ các em hãy viết một chữ hoa ơ cỡ vừa vào bảng con của mình đi nào. đó là chữ hoa ô chữ hoa ơ cỡ vừa vậy thì chữ hoa ô chữ hoa ơ cỡ nhỏ thì có độ cao bao nhiêu ly? À, tương tự như chữ hoa cỡ vừa thì chữ hoa ô ơ cỡ nhỏ ngoài trừ chữ hoa g chữ hoa y dài đều có độ cao là 2,5 ô ly và cách viết chữ hoa ô cỡ nhỏ như thế nào cô mời các em quan sát. Tương tự như cách việc chữ hoa ô cỡ vừa thì chữ hoa ô cỡ nhỏ cũng việc với quy trình như vậy nhưng mà đồ cao và đồ rộng sẽ bị giảm xuống một nửa. Cô mời các em việc chữ hoa ô cỡ nhỏ vào bảng con của mình nào. Tiếp tục xem cách viết chữ hoa ơ cỡ nhỏ các em nhé. Hãy viết vào bảng con của mình một chữ hoa ơ cỡ nhỏ vừa rồi thì cô và các em đã tìm hiểu chữ hoa ô chữ hoa ơ cỡ vừa và cỡ nhỏ bây giờ chúng ta cùng vào hoạt động luyện viết câu ứng dụng hãy đọc thật to câu ứng dụng của chúng ta ngày hôm nay nào ở hiền thì sẽ gặp lành câu tục ngữ này muốn nói điều gì đấy các em À, câu tục ngữ ở hiền thì sẽ gặp lành, khuyên người ta là hãy sống lương thiện, sống tốt với tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ luôn gặp được những điều tốt lành, những điều may mắn. Bây giờ các em hãy quan sát lại câu ứng dụng này và cho cô biết những chữ nào chúng ta cần việc hoa nào. À, chữ ở đứng đầu câu cho nên chúng ta phải việc hoa chữ ơ. Và những chữ nào chúng ta sẽ việc với độ cáo là hai ô ly rưỡi những chữ có nét khuyết chúng ta sẽ viết với độ cao hai ô ly rưỡi như là chữ h chữ g chữ l chữ h về những chữ nào chúng ta sẽ viết với độ cao hai ô ly trong câu này có chữ p có độ cao hai ô ly vậy có chữ nào các em cần viết với độ cao một ô ly rưỡi à, chúng ta sẽ viết chữ tờ với độ cao là một ô ly rưỡi và những chữ còn lại như i e n e Á, n chúng ta sẽ viết với độ cao là một ô ly vậy khoảng cách giữa các chữ thì như thế nào để đảm bảo nào à khoảng cách giữa các chữ là bằng một con chữ o các em cần lưu ý khi chúng ta đặt dấu thanh không đặt quá cao cũng không viết quá to không viết quá nhỏ các em nhé sau khi viết câu ứng dụng chữ thẳng đứng thì các em hãy viết thêm một dòng ở hiền thì sẽ gặp lành chữ in nghiêng chúng ta sẽ nghiêng về bên phải và chú ý viết đều các nét thì các em sẽ viết đẹp à, sau tiết học của cô các em hãy hoàn thành vợ luyện viết trang 41 trang 42 chữ hoa ô ơ và câu ứng dụng các em nhé các em thân mến như vậy là hôm nay cô và các em đã cùng nhau rèn kỹ năng viết chính tả giúp cho các em nhớ được khi nào chúng ta sẽ viết sơ, sơ và phân biệt được các tiếng có chữ vân ất, ất, đã, luyện việc chữ hóa ô, ơ và câu ứng dụng. Cô hy vọng là bài học ngày hôm nay sẽ mang lại cho các em một số kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các em. Chúc các em luôn vui, khỏe và học tập thật tốt. Cảm ơn quý phụ huynh đã đồng hành cùng cô giáo và các em học sinh. Kính chào quý phụ huynh. Cô chào các em học sinh lớp 2 đang học trên truyền hình. Cô là Nguyễn Lê Phương Nhi, giáo viên trường tiểu học số 1 Thủy Châu, thị xã Hương Thủy. Hôm nay, cô rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành với các em trong tiết học môn tiếng Việt của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống qua bài 31, tiết 3, viết chữ hoa P, tiết 4, nói và nghe, kể chuyện ánh sáng của yêu thương. Như thường lệ, để tiết học đạt hiệu quả cao, các em cần chuẩn bị sách vở và những đồ dùng học tập quen thuộc sau. Đồng thời, các em nhớ ngồi học ở nơi có đủ ánh sáng, chú ý lắng nghe cô giảng bài để cùng tương tác với cô, hoàn thành các nhiệm vụ của bài học. Các em đã chuẩn bị sẵn sàng xong rồi đúng không nào? Bây giờ, cô trò chúng mình cùng bắt đầu bài học với tiết 3, viết chữ hoa P. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cách viết chữ hoa P. Cô mời các em quan sát lên màn hình. Cô giới thiệu với các em, đây là chữ hoa P cỡ vừa. Các em hãy quan sát và cho cô biết, chữ hoa P cỡ vừa có độ cao và độ rộng bao nhiêu ly? À, chắc hẳn các em đều đã nhận ra, chữ hoa P cỡ vừa có độ cao 5 ô ly. Và đồ rồng bốn ô ly. Vậy, các em hãy cho cô biết, chữ hoa P cỡ vừa sẽ được viết bởi bao nhiêu nét? À, chắc hẳn các em đều đã nhận ra, chữ hoa P cỡ vừa sẽ được viết bởi hai nét. Nét một là nét mắt ngược trái. giống với nét 1 của chữ hoa B mà các em đã được học. Nét 2 là nét cong trên. Cô lưu ý, đồ rồng hai đầu của nét cong không đều nhau. Nét cong bên trái rồng hơn nét cong bên phải. Cụ thể là nét cong bên trái có đồ rồng hai ly và nét cong bên phải có đồ rồng hơn một ô ly. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu đặc điểm của chữ hoa P cỡ nhỏ. Cô giới thiệu với các em, đây là chữ hoa P cỡ nhỏ. Vậy, chữ hoa P cỡ nhỏ sẽ được viết như thế nào? À, chữ hoa P cỡ nhỏ cũng được viết bởi hai nét, đó là nét móc ngược trái. Và nét cong trên. Giống với chữ hoa P cỡ vừa, nhưng với độ cao và độ rộng bằng một nửa chữ hoa P cỡ vừa. Cụ thể là với độ cao 2 ô ly rưỡi và độ rộng 2 ô ly. Các em lưu ý đặc điểm của chữ hoa P cỡ nhỏ vì các em thường sử dụng để viết bài. Tiếp theo, cô mời các em quan sát quy trình viết chữ hoa P. Khi các em quan sát quy trình viết có thể dùng ngón trỏ chỉ vào cuốn trung và viết theo nhé. Cô mời các em. Đầu tiên là quy trình viết chữ hoa P cỡ vừa. Nét 1. Đặt bút trên đường kẻ 6, hơi lườn sang trái để viết nét mắc ngược trái. Cuối nét lườn hẳn vào trong, dừng bút trên đường kẻ 2. Từ điểm dừng bút của nét 1 lấy Lê bút lên đường kẽ năm để viết nét hai nét cong trên lưu ý đồ cong hai đầu của nét cong trên không đều nhau cuối nét lườn hạn vào trong dừng bút dưới đường kẽ năm ta được chữ hoa p cỡ vừa tiếp theo là quy trình viết chữ hoa p cỡ nhỏ nét một đặt bút giữa đường kẽ 3 và đường kẽ 4 để viết nét móc ngược trái cuối nét lườn hẳn vào trong dừng bút giữa đường kẻ một và đường kẻ hai liếc bút lên đường kẻ ba để viết nét hai nét cong trên cuối nét lườn hẳn vào trong dừng bút dưới đường kẻ số ba ta được chữ hoa p cỡ nhỏ tiếp theo cô mời cả em quan sát cô viết chữ hoa p trên bảng lớp nào giờ các em hãy lấy bạn con và thực hành viết một chữ hoa P cỡ vừa và một chữ hoa P cỡ nhỏ ở bên cạnh, cô mời các em nào. Khi các em đã viết tốt được bạn con rồi, cô mời các em mở vở luyện viết trang 36. Các em hãy viết vào vở hai dòng chữ hoa P cỡ vừa và hai dòng chữ hoa P cỡ nhỏ cô lưu ý khi các em viết nhớ ngồi ngay ngắn viết nắn nót cẩn thận để bài viết của mình luôn sạch đẹp cô dành thời gian cho các em à cô nhìn thấy một số bàn đã viết xong rồi bạn nào chưa viết xong có thể viết tiếp ngay sau khi tiết học kết thúc. Và bây giờ, để biết chữ hoa P mà chúng mình vừa tìm hiểu sẽ xuất hiện trong câu ứng dụng nào, cô trò chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, viết ứng dụng. Cô mời cả em đọc câu ứng dụng cùng với cô nào. Phường nở đỏ rực một góc trời. Cô giới thiệu về các em đây là hình ảnh của hoa phượng. Khi hoa phượng nở, sắc đỏ của hoa phượng ảnh lên bầu trời làm đỏ rực một góc trời. Hoa phượng nở báo hiệu hè về và hoa phượng cũng còn được gọi là hoa học trò để các em ạ. Trở lại các vận dụng. Các em hãy cho cô biết trong các vận dụng có chữ nào được viết hóa? À, trong các vận dụng có chữ phường. Và trong chữ phường có chữ P được viết hoa. Khi viết chữ phường, các em viết chữ hoa P cỡ nhỏ, sau đó thở ra một tí để viết tiếp chữ H. Các em ghi nhớ nhé. Bây giờ, các em hãy một lần nữa quan sát lại các ứng dụng và nhận xét về độ cao của các con chữ trong các ứng dụng đó. Chắc hẳn các em đều đã nhận ra những chữ có độ cao hai ô ly rưỡi đó là chữ p hoa cỡ nhỏ chữ h chữ g các chữ có độ cao hai ô ly đó là chữ d chữ có độ cao một ô ly rưỡi đó là chữ t chữ r có độ cao hơn một ô ly một tí các con chữ còn lại có độ cao một cô ly khi viết các em nhớ đặt dấu thanh ở âm chỉnh lưu ý khoảng cách giữa hai chữ ghi tiếng bằng độ rồng của một con chữ o và nhớ đặt dấu chấm ở cuối câu bên cạnh chữ y tiếp theo Cô mời các em quan sát có việc các bạn dùng trên bảng lớp nào Bây giờ các em hãy mở vợ luyện viết. Chúng mình cùng hoàn thành phần còn lại của bài viết. Các em hãy viết tiếp. Hai dòng chữ phường và hai dòng các vận dụng phường nở đỏ rực một góc trời. Cô mời các em bắt đầu viết. Cô nhìn thấy một số bạn đã hoàn thành xong bài viết của mình rồi. Cô hy vọng rằng qua hướng dẫn của cô, bạn nào cũng viết đúng và viết đẹp. Cô dành lời khen cho các em. Bạn nào chưa hoàn thành xong, có thể viết tiếp ngay sau khi tiết học kết thúc. Và bây giờ, để thưởng cho tinh thần học tập tích cực của các em, cô sẽ nhờ bàn thọ trắng mang đến cho các em một trò chơi. Chúng mình cùng làm quen với bàn thọ trắng nhé. Cô chào thọ trắng em chào cô à, mình chào các bạn, mình sẽ mang đến cho các bạn một trò chơi, trò chơi có tên là ô chữ bí mật, các bạn có thích không? Trò chơi có sáu ô chữ hàng ngang là các từ ngữ liên quan đến một bài đọc mà các bạn đã học. Các bạn hãy khám phá các ô chữ theo gợi ý để biết bài đọc đó là gì nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Không để các bạn đợi lâu, chúng mình sẽ đến với ô chữ số 1. Ô chữ số 1 có 8 chữ cái, gồm hai tiếng bắt đầu bằng chữ K. Từ chỉ một trong các đức tỉnh chúng ta thành công, thời gian suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Mình xin chúc mừng các bạn có đáp án là kiên nhẫn. Chúng mình cùng đến với ô chữ tiếp theo, các bạn lắng nghe gợi ý nhé. Có bảy chữ cái, gồm hai tiếng, bắt đầu bằng chữ D, là đồ vật chịu sáng khi có điện. Các bạn hãy suy nghĩ nhé. đó là đèn điện. Mình chúc mừng các bạn. Chúng mình sẽ đến với ô chữ số 3. Ô chữ số 3 có 8 chữ cái, gồm 2 tiếng bắt đầu bằng chữ H. Là từ chỉ bổn phần của con cháu đối với ông bà cha mẹ. Các bạn suy nghĩ nhé. Mình hy vọng rằng các bạn điều đoạn được từ ngữ chỉ một phần của con cháu đối với ông bà cha mẹ đó là từ hiểu thảo. Như vậy là chúng mình đã có phần khởi đồng hết sức thuận lợi. Chúng mình cùng tán tốc để về đích nhé. Ô chữ số 4 có gợi sau. Có 7 chữ cái gồm hai tiếng bắt đầu bằng chữ H. Là từ ngữ chỉ những người sống cùng xóm. Thời gian suy nghĩ của các bạn bắt đầu. Mình tin rằng ô chữ này sẽ không làm khó các bạn. Đáp án của ô chữ số 4 là hàng xóm. Mình xin chúc mừng các bạn. Tiếp theo, mời các bạn cùng khám phá ô chữ số 5. Ô chữ số 5 có 5 chữ cải gồm một tiếng bắt đầu bằng chữ G là từ chỉ đồ vật dùng để soi mình trong đó. Các bạn suy nghĩ nhé. Hết thời gian. Đây là đồ vật quen thuộc với các bạn. Đó là từ gương. Bây giờ chúng mình sẽ cùng về đích với ô chữ cuối cùng. Ô chữ cuối cùng có 8 chữ cái, gồm hai tiếng, bắt đầu bằng chữ K. Chỉ là từ chỉ hoạt động của bác sĩ. Mời các bạn tìm từ. Đã hết thời gian suy nghĩ đáp án của ô chữ này là khám bệnh mình mời các bạn đọc to ô chữ hàng dọc và các ô chữ chúng mình đã khám phá edison kiên nhẫn Đen điền hiểu Thảo, hàng xóm cương khám Bình. mình xin chúc mừng các bạn đã chinh phục được các ô chữ chúc các bạn đến với tiết học tiếp theo đầy thú vị và hiệu quả em xin chào tạm biệt cô mình xin chào tạm biệt các bạn. Bàn thỏ trắng đã mang đến cho chúng mình một trò chơi thật thú vị đúng không nào? Cô chuyển lời cảm ơn của các bạn nhỏ đến với bàn thỏ trắng. Cô chào tạm biệt bàn thỏ trắng. Như vậy, những từ ngữ mà các em vừa khám phá gửi cho các em nhớ đến bài đọc nào? À, cô nghĩ rằng các em đều đã nhận ra. Đó chính là bài đọc Ánh sáng của yêu thương mà các em đã luyện đọc và tìm hiểu bài qua những tiết học trước. Tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em kể lại câu chuyện này, qua tiết 4, nói và nghe, kể chuyện ánh sáng của yêu thương. Cô mời các em mở sách tiếng Việt trang 132, chúng mình cùng bắt đầu tiết học tiếp theo. Bây giờ, cô trò chúng mình cùng đến với hoạt động 1. Cùng cô đọc yêu cầu của hoạt động 1 nào. 1 quan sát các tranh minh họa câu chuyện ánh sáng của yêu thương, nói về sự việc trong từng tranh. Hoạt động 1 có yêu cầu gì? À, hoạt động 1 yêu cầu các em quan sát các tranh minh họa, sau đó nói về sự việc của từng tranh. Trên đây là bốn bức tranh minh họa của câu chuyện ánh sáng của yêu thương. Nhiệm vụ của các em là quan sát tranh và nói về các sự việc. Để thực hiện nhiệm vụ của hoạt động 1, các em cần đọc lại bài đọc Ánh sáng của yêu thương, quan sát các tranh minh họa. Sau đó, tìm ý và nêu lên các sự việc được nhắc đến trong từng tranh. Bây giờ, cô sẽ dành thời gian để các em quan sát tranh và nói về các sự việc cho bố mẹ và người thân của mình nghe. Cô dành thời gian cho các em. Như vậy vừa rồi, các em đã thực hành xong kỹ năng nói. Tiếp theo, cô mời các em quan sát lên màn hình. Cô trò chúng mình cùng thống nhất đáp án nhé. Chúng mình đến với sự việc thứ nhất. Đó là mẹ ốm, nằm trên giường, Edison lo lắng ngồi bên mẹ. Quan sát bức tranh số 2, ta thấy được. Đó là sự việc Edison chạy đi tìm bác sĩ. Sự việc ở bức tranh số 3 đó là bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho mẹ Edison. Lúc này, đèn nến trong nhà được huy động tối đa. Sự việc ở bức tranh số 4 đó là Edison mang về một tấm gương lớn. Đây chính là tấm gương mà Edison đã mượn được từ nhà hàng xóm. Nhờ tấm gương này, đèn nến trong nhà được thắp lên và ca mổ đã thành công. Những sự việc mà các em nói đến có giống với những sự việc mà cô trò chúng mình vừa thống nhất không à các em giỏi lắm bây giờ các em hãy đọc lại các sự việc ở dưới mỗi bức tranh nào Sau khi đọc xong các sự việc này, các em hãy cho biết những sự việc này đã diễn ra đúng trình tự của câu chuyện hay chưa? À, chắc hẳn các em đều có câu trả lời rằng đó là chưa đúng trình tự của câu chuyện đúng không nào? Bây giờ, để các em kể đúng câu chuyện này, chúng mình cần phải sắp xếp lại các trách này theo đúng trình tự của câu chuyện. Và đó cũng chính là yêu cầu của hoạt động số 2. Hoạt động số 2 yêu cầu các em sắp xếp các tranh theo trình tự của câu chuyện. Để sắp xếp được, các em cần phải dựa vào nội dung của bài đọc, đồng thời dựa vào những sự việc mà các em đã tìm được ở dưới mỗi bức tranh. Bây giờ, các em hãy sắp xếp và nói to trình tự sắp xếp cho bố mẹ và người thân của mình nghe. Cố dành thời gian cho các em. em đã sắp xếp xong trình tự của các bức tranh này rồi đúng không nào? Bây giờ các em cùng quan sát lên màn hình, chúng mình cùng thống nhất đáp án nhé. Trình tự đúng của các bức tranh này như sau. Đầu tiên, đó là bức tranh số 2. Tiếp theo là bức tranh số 1. Kế tiếp là bức tranh số 4. Và cuối cùng đó là bức tranh số 3. Các em ạ, à, câu chuyện ánh sáng của yêu thương được chia thành 4 đoàn truyền và mỗi đoàn truyền tương ứng với sự việc trong mỗi bức tranh. Sự việc trong bức tranh 2 tương ứng với đoàn truyền 1. Sự việc trong bức tranh 1 tương ứng với đoàn truyền 2. Sự việc trong bức tranh 4 tương ứng với đoàn truyền 3 và sự việc trong bức tranh 3 tương ứng với đoàn truyền 4, đoàn truyền cuối cùng. Và đây chính là trực tự đúng của các tranh này. Bây giờ, cô trò chúng mình cùng đến với hoạt động 3. Hoạt động 3 yêu cầu các em làm gì? À, hoạt động 3 yêu cầu các em tròn kể một đến hai đoạn của câu chuyện theo tranh. Như vậy, qua hoạt động 2, chúng mình đã sắp xếp đúng trình tự của các bức tranh. Đây chính là những điểm tựa để các em có thể kể đúng được câu chuyện này. Bây giờ, cô mời các em hãy lắng nghe cô kể câu chuyện này theo tranh. Câu chuyện ánh sáng của yêu thương Hôm ấy, bố vắng nhà, mẹ đau bụng dữ dội, Edison liền chạy đi mời bác sĩ. Bác sĩ đến khám và cho biết mẹ của Edison bị đau ruột thừa, cần phải mổ gấp. Nhưng trời ngày một tối dần, ánh đen dâu tu mù, chẳng thể làm gì được thấy mẹ đau đớn edison mếu máo xin bác sĩ hãy cứu mẹ cháu bác sĩ ái ngài đủ ánh sáng bác mới mộ được cháu à thương mẹ edison ôm đầu suy nghĩ làm thế nào để cứu mẹ bây giờ đột nhiên cầu trông thấy ánh sáng của ngọn đèn hắt lại từ mảnh sắc tây trên tủ nét mặt cầu ràng rỡ hẳn lên cầu vội chạy sang nhà hàng xóm và mượn về một tấm gương Là sau đèn nến trong nhà được thắp lên và đặt trước gương căn phòng bỗng ngập tràn ánh sáng nhìn căn phòng sáng trưng bác sĩ rất ngạc nhiên bắt tay ngay vào việc ca mổ thành công mẹ Edison đã được cứu sống. Sau khi lắng nghe có kể câu chuyện, các em hãy chọn kể đoàn 1 và đoàn 2, hay đoàn 3 và đoàn 4. Bạn nào kể tốt có thể kể lại toàn bộ câu chuyện theo tranh. Cô lưu ý không bắt buộc các em phải kể đúng từng câu từng chữ, mà chỉ cần kể đúng nội dung của câu chuyện, thể hiện được lời của người kể và thể hiện được lời của nhân vật khi kể, các em có thể kết hợp điều bộ cử chỉ và nét mặt để thu hút được người nghe. Bây giờ, các em hãy tròn kể các đoàn truyền cho bố mẹ và người thân của mình nghe. Cô dành thời gian cho các em. Bây giờ, cô mời các em hãy hướng mắt lên màn hình, cùng lắng nghe hai bạn học sinh lớp 2 của trường tiểu học số 1 Thủy Châu kể chuyện nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phan Lê Vân Dương, học sinh lớp 2 3 của trường tiểu học số 1 Thủy Châu. Sau đây, mình xin kể đoạn 1 và đoạn 2 của câu chuyện Ánh sáng của yêu thương. Mời các bạn lắng nghe. Câu chuyện Ánh sáng của yêu thương. Hôm ấy, bố vắng nhà, mẹ đau bùng dữ dội, Edison liền chạy đi mời bác sĩ. Bác sĩ đến khám và cho biết mẹ Edison đau ruột thừa, phải mổ cấp. Nhưng trời cửa tội dân, vừa ăn đèn dầu tù mù, chẳng thể làm gì được. Edison lo lắng, hãy mẹ đau đỡ, cầu mẹ máu. Xin bác sĩ của mẹ cháu. Bác sĩ ái ngoài nói, đủ ánh sáng, bác mới một đường cháu ạ. Đoạn một và đoạn hai mình kể đến đây đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt các bạn. Chúng mình đến với bàn tiếp theo. Xin chào các bà, mình tên là Nguyễn Phan huyền Trúc, học sinh lớp 23, trường tiểu học số 1 Thủy Châu. Sau đây, mình xin kể đoạn 3 và đoạn bốn của câu chuyện Ánh sáng của yêu thương. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Ánh sáng của yêu thương, thương mẹ Edison ôm đầu suy nghĩ làm thế nào để cứu mẹ bây giờ đột nhiên cầu trông thấy ánh sáng của ngọn đèn hắt lại từ ngoãn sắc tay trên tủ Nẹt mặt cầu rằng rỡ hẳn lên Edison ngồi chạy xa nhà hàng xóm mượn một tấm gương lạ sau đèn điện trong nhà đạt đường cầu thắp lên và đặt trước gương căn phòng bỗng ngập tràn ánh sáng nhìn căn phòng sáng trưng bác sĩ rất ngạc nhiên bắt tay ngay vào việc ca mộ thành công mẹ của Edison đã được cửa sống đoàn ba và đoàn bộ mình kể đến đây là hết rồi cảm ơn các cả bạn đã lắng nghe chào tạm biệt các bạn các bạn kể các đoàn truyền rất hay đúng không nào cô hy vọng rằng các bạn nhỏ của cô bạn nào cũng kể tốt câu chuyện này cô dành lời khen cho các em sau khi kể câu chuyện Em hiểu được điều gì từ câu chuyện ánh sáng của yêu thương? À, câu chuyện giúp em hiểu được tình yêu thương, lòng hiểu thảo của con đối với mẹ. Hiểu vì sao cậu bé Edison đã nảy ra sáng kiến giúp mẹ được phẫu thuật kịp thời, giúp mẹ thoát khỏi tay thần chết. Cô xin giới thiệu với các em thêm về cậu bé Edison. Edison, cậu bé năm ấy sau này, trở thành nhà bác học người Mỹ, phát minh ra đèn điện, máy chiếu phim, máy hát. Edison được coi là một trong những nhà phát minh, nhà khoa học vĩ đại và giàu ý tưởng nhất trong lịch sử. Ông giữ hơn 1.000 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ. Những phát minh của Edison đã góp phần làm thay đổi thế giới. Tiếp theo, cô trò chúng mình cùng đến với phần vận dụng. Phần vận dụng yêu cầu các em kể về cậu bé Edison trong câu chuyện ánh sáng của yêu thương cho người thân nghe. Trước khi kể, các em cần đọc nhân lại câu chuyện. Quan sát bốn chân minh hòa Đồng thời, chuẩn bị nội dung để kể về Edison. Cô tin chắc rằng qua những cảm nhận về câu chuyện ánh sáng của yêu thương, lòng khâm phục trước tài năng và lòng hiếu thảo của cậu bé sẽ giúp các em kể tốt câu chuyện này. Nhiệm vụ này cũng đã kết thúc tiết học của cô trò chúng ta hôm nay. Cô hy vọng rằng sau khi tiết học khép lại, các em luôn ghi nhớ kiến thức về quy trình viết chữ Hoa B, đồng thời luyện viết thực nhiều. Và các em nhớ kể lại câu chuyện ánh sáng của yêu thương cho bố mẹ và người thân của mình nghe. Tiết học đến đây là hết rồi. Cô xin chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.